250 meters. Turn left onto Boundary Road. Chúng mua ngay cho chị luôn cái căn hôm qua. Xây luôn. Đó không có mình xây luôn. Của nó đâu? Công ty của nó hợp với người ta mở. Remember. Thằng Randall gì đó. Randall Trắng. Thằng đó của nó, nữ sinh của nó. Hồi nãy nó touch với chị lại, chị hỏi nó cho chị coi. Chị mấy cái hay hay gần nhà chị muốn coi để chị. Đúng rồi. In 2.8 kilometers, take a slight right turn to merge onto Trans-Canada Highway 1 West. Mấy không à? Quay Canada Highway. Cho nó nhanh. Ra ngoài nó kẹt cái vui dữ nữa. I know. Chị vô là 29. Đúng rồi đó. Chị vô là... 29 hồi chỗ đó kẹt lắm, sửa đường kẹt. Vô 22. Vô Castle mà chị đi PNE mà. Đây 29 rồi. 22 dưới đó. 22 dưới. 29 nó bị kẹt cái chỗ đúng đó. Rồi, đúng rồi. Sửa hai rồi sao? Chỗ đó chị ghét không qua. Đây chị qua nhà bà chị á, chị qua đường bá ngay được nhà bá ngay đây nè. Nhớ rồi nhớ. Dạ mua được luôn. Cái nhà thờ này là của Hồi giáo hay của gì nhìn đẹp quá hả? Nó có cái cục tròn tròn đó ha. Nhưng mà ở đâu có mấy căn nhà lúc nào cũng bị mất hết trơn. Sao kỳ ha? Giống như ma vậy. Căn nào vậy? Chị nói đúng rồi nha. Không nói em cũng không nhớ. Căn nào vậy? Kỳ. Hình như là kỳ. Giống cái căn ở trên đường 41 với lại Camby vậy nha. Dạ. Nhưng mà nó không phải 41 à, Kiến Edward với lại Camby. Nhưng mà cống này nhà nào cũng tường là em. Nó một riêu một móc đi. Kỳ vậy, sợ căn nào cũng vậy nha. Cái dãy đường đó hình như mà gần cái nhà thờ nữa đó em hả? Ngày xưa mà thật sự gần cái nhà thờ thiệt chứ bộ. Thiệt. Đúng đúng đúng. Người ta đi người ta không có được yên thân với em hiểu. Đúng rồi. Chỗ đó nó trong chút. Chị nhớ cái King Edward với Camby á, cái đó người ta đang ngủ nó rinh ra ngoài luôn phải không? Down 25. Yeah. This only is 15? Yes. Oh, okay. What do you mean by 15? 1500. So, okay. So when you try, you can feel it has like more features. It has the knocking and the tapping. So these are gonna be brand new then? Yes. Okay. And you will deliver it to us, right? Delivery? No, we don't deliver. How about where do you live? Vancouver. Oh, Vancouver? Yeah. It's so heavy. Is it heavy? Yeah, it's kind of heavy. It's about 95 kilos. Ooh. I know. Yeah, it's heavy. Yeah, that one's a smaller one. Right? That one's the smallest one. I know. This is a smaller one? Yeah, that's the thing. Is there any warranty come with it? Yes, 1 year. 1 year, hey? Well, it's very heavy. The other one's smaller. This is only me. Yes, please. Okay. Yeah. You just plug three is enough. This is three. But I'm thinking live picture. That's it. Okay, no worries. I think, did I receive it? Not yet now. I denied it. Can you see it? Yeah. Wait. Okay. Okay. Accept. Yeah. Now I do what I do now. I have it right now. You want to send it to someone? I keep it. Oh, you want to keep it? Yeah. You do this and then you see? Copy photo or add to album, I think. Oh, okay, sure. Okay. Okay. Yeah.
Right. Được á. Có cái gì còn là ở gần đây nè em nè. Hay á. Building này nè em nè. Ừ đúng rồi, cái building này nè. Nè. Đó. Cái tiệm của chú Vinh nè. Là bên này. Để con đi ra ngoài nha, con đang trong xe. Nó nhớ chỗ này không? Cái này tiệm của chú Vinh nè. Cái London Road nè, ngay trước nhà của má đó, cái building của má nè, thấy không đó, building cao cao đó, nó ở đó đó, có còn nhớ không, ở đó bây giờ nó đang sửa đó. Tiệm thuốc bắc chị Linh hay đi mua nhãn nhục á, nhãn khô á. Cái xếp quầy ngay trước nhà của má bên đó đó, nằm bên đường. Với lại cái tiệm mà má hay đi mua đồ ăn á, má nhớ không? Đi giặt mền, giặt đồ cho má trong này nè, nó là tiệm giặt á. Đây cái tiệm rau cỏ mà hay đi qua đây má mua nè, nhớ không? Nó bán rẻ lắm. Đây nè, cái tiệm này nè. Đó. Bà này bà đổi chủ rồi má nhớ không? Bà bán tiệm này cho bà khác rồi, bà đi vô bà mua cái tiệm ở ngay cái chỗ Đồng Thành đó. Ở dưới này có cái tiệm Bubble World ở đây nè. Quay này cho má coi để má nhớ. Cho Skytrain má hay đi á, má đi lên Skytrain má đi chơi á nha. Cái hạ đây. Có Skytrain á, chạm cây Skytrain ở đây nè. Giờ con đi về nhà. Giờ mua nhà ở đây nè. Ở gần chỗ má dữ lắm. Bà biết là gần đây bà vui lắm. Chật lắm. Quay để cho má coi đó. Như cái kho nè, chật cứng đồ luôn ha. Đó. Có lịch này nè, chắc không xài thôi, chắc để cho má dùng, con đem vô cho má nha. Để dùng đó để cho má coi, má biết ngày, ok? Đây là cái đây nè, bàn thờ đồ đầy hết, đồ đây nhiều, nhà nhiều đồ lắm. Này toilet nè, mới thay cái đèn rồi cho nó sáng đỡ chứ mỗi lần tối lắm nè ha. Cái bàn này nè, bên nhà cũ mà chắc má không nhớ rồi. Đây, phòng khách đây nè. Chật lắm, đầy đồ chưa có dọn xong.
Đây là cái phòng của anh Kiệt nè. Đó. Phòng của anh Kiệt đó. Chật lắm á, mà theo. Hình của nó nhỏ mới nhớ không? Putting that on YouTube.